À, thầy nhảy đẹp, nhảy những cái bài nữ uốn éo hay là đi mông lắc ngực gì đó thì đầy đủ hết luôn. Lúc đầu em nhìn thầy em không nghĩ là thầy là đàn ông đâu, nghĩ là 50-50 thôi. Dạ. Mọi người cứ uốn con thầy này cũng lắc mông lắc ngực. Nãy là nhìn là thấy thầy nhảy rất là đẹp không, đó. Hồi nãy không thầy không? Mới lớn hả? Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em tên là Nguyễn Hùng Minh. Năm nay em 30. 30 tuổi rồi? Dạ. Wow, mặt sao mà quá, nhỏ xíu trẻ. Vậy? Trẻ quá trời trẻ vậy? 30, giờ lớn dạ. Anh tuổi rồi. Dạ, xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Năm nay em 22 tuổi. Em tên là Nguyễn Thị Tố Thư. Minh Thư. Minh Thư. Anh tụi em làm gì? Mình... Dạ, công việc hiện tại của em là giáo viên nhảy hiện đại. Ở nhà văn hóa thanh niên. Hèn gì người ta thể thao thể dục nhiều quá, người ta mới yêu trẻ đây nè. Còn Thư? Dạ em cũng là giáo viên nhảy hiện đại. À, chắc có lẽ là hai bạn là quen nhau trong một cái buổi trình diễn nào đó, hay là cộng tác chung một cái đơn vị. Dạ không, lúc đó thì vợ em là học trò của em. À. Em đứng lớn. Trời ơi, vậy đó mà thua chồng 8 tuổi lần đó. Cái cặp vừa rồi là cũng thua nhau 8 tuổi. Thua 8 tuổi. Đây cũng thua nhau 8 tuổi nè. Trời ơi, không khí này buồn bã mà giờ hai bạn mà thử mà nhảy cái nữa đã luôn ha, cho mọi người trời ơi hòa vỡ lên. Mọi người có muốn chút nữa chiêm ngưỡng cặp vợ chồng nhảy hiện đại trên sân khấu không ạ? Được không em, được không? Dạ tụi em chưa có chuẩn bị gì hết. Không phải, mặc đồ cô dâu chú rể mà nhảy mới lạ. Vui đúng không bà con? Sau khi cặp vợ chồng nhảy thôi, mọi người muốn tôi với chị Hồng Vân nhảy ngoài thôi. Không được, không được đâu, sọc sàng hết đâu. Cái bài này là hai đứa em là đã từng nhảy chung với nhau là bao lâu rồi? Được một năm rồi. Năm. Lúc đó em là học trò. Vậy thì hai người cho anh hỏi câu tế nhị nghe, đó là thầy cưa trò hay còn trò cưa thầy? Lúc đầu thì thầy cưa trò, nhưng mà lúc tỏ tình thì trò tỏ tình với thầy. Coi như là knock out là trò đó, phải không? Cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn cái cô học trò này nó là như thế nào? Thấy cô này dễ thương, chân dài, dáng đẹp. Mà em là dân nhảy thì thích con gái dáng đẹp thôi. Nhìn cái dáng trước tiên không à. Thì là lúc đó cũng có để ý là bắt đầu dạy nhiều hơn, chỉ riêng này nọ rồi tìm cách để mà tán tỉnh. Còn em khi mà em bước vô cái lớp học đó, em gặp ông thầy này thì em có ấn tượng một cái gì đó về ổng không? Dạ trước tiên là thầy nhảy đẹp, nhảy những cái bài nữ uốn éo hay là đi mông lắc ngực gì đó thì đầy đủ hết luôn. Lúc đầu em nhìn thầy em không nghĩ là thầy là đàn ông đâu, nghĩ là 50-50 thôi. Dạ. Mọi người cứ uốn con thầy này cũng lắc mông lắc ngực. Nãy là nhìn là thấy thầy nhảy rất là đẹp đó. Hồi nãy ông thầy không chỉ có lắc tay đâu, lắc tay đâu, bây giờ còn lắc mông lắc ngực nữa. Dạ thầy lắc ngực sao? Dạ thì đánh hông thì mình sẽ đánh như vậy. Rồi mình xoay. Đó lắc ngực nữa. Phiêu rồi đi sóng người. Rồi xong đêm nay thì tôi qua tôi ngồi với thầy cũng dạy riêng. Đụng anh hỏi đi, cho lắc cho bụng anh nó rớt bia ra. Hồi nãy thầy Minh có nói một chi tiết là ban đầu là thầy cưa trò, nhưng mà sau đó là trò tỏ tình với thầy. Dạ đúng rồi. Vậy thì bao lâu thì em mới thấy ông này được và em quyết định em tỏ tình với ông? Lúc đó thì em chưa có để ý anh này lắm. Thật ra là gia đình em có một số chuyện, đó là ba em bắt em đi lấy chồng, mà lấy chồng ở nước ngoài lận.
em thì không thích đi xa. Cho nên em thấy anh này cũng được, với lại có cảm giác là ảnh cũng thích mình, cũng để ý tới mình. Thì cho nên mình mới là quyết định nhắn tin tỏ tình luôn. Thì mình nói là thầy ơi em lỡ thích thầy rồi giờ sao thầy. Cái thầy cái thầy mới nhắn tin lại nói là thầy với em mới biết đây thôi à, sao mà em lại thích thầy. Giống như là ảnh thích mình mà ảnh cố tình từ chối để làm giá lên. Cái mình mới thấy vậy mình nói vậy thôi, thầy nói vậy thôi coi như em chưa nói gì hết. Trời ơi. Rồi xong sao? Tại vì mình là thầy giáo mà đồng ý liền thì kỳ quá. Nên cứ để vài bữa từ từ, sau đó rủ đi ăn đi uống này nọ. Xong rồi lúc đó thì mới bày tỏ tình cảm. Nhắn tin qua lại, vợ em mới nhắn tin hỏi em là thầy thích mẫu người con gái thế nào. Thì em mới nói là em thích mẫu người con gái thương em và biết quan tâm lo lắng cho em. Thì lúc đó vợ em mới nhắn tin lại nói là nếu như vậy thì để em quan tâm lo lắng cho thầy nha. Để coi thầy coi coi có được không. Trời ơi học trò mà ranh thiệt là ranh vậy đó ạ. Rồi nói chung là quan tâm sâu sắc quá cho nên là bây giờ là cưới luôn. Vậy là 22 tuổi, vậy là yêu lúc đó là 19 tuổi. Em ơi cái tuổi của em như vậy là thực sự là nhỏ. Mà lập gia đình như vậy thì chắc chắn nó phải có những cái khó khăn gì đúng không? Không có khó khăn lắm, tánh em cũng không phải là con nít, cũng không mê chơi. Nhưng mà em có nói hồi nãy em có chia sẻ là ba em á là muốn em lấy chồng người nước ngoài á, thì khi mà em quyết định đi đến hôn nhân với anh này thì có gặp trở ngại gì? Dạ có, lúc mà em nói là em có bạn trai rồi để cho ba không có bắt em đi lấy chồng ngoại nữa thì ba có bắt em là dắt anh này về gặp nhau nói chuyện cỡ mấy tiếng đồng hồ á. Em hồi không có ngồi đó, khi mà anh này về rồi thì ba nói là tao thấy thằng Minh nó cũng hiền, cứ quen nhau đi thì sau này tính tiếp. Thì sau đó một thời gian nữa thì ba quyết định vẫn gả em qua con của cô đó. Được biết là người đó chuẩn bị về Việt Nam và bàn chuyện đám cưới, cho nên em quyết định bàn với mẹ xong rồi bắt anh này dẫn em về nhà ra mắt mẹ của ảnh. Em có biết cái chuyện này không? Lúc đầu thì không biết nhưng mà sau đó thì mới biết. Rồi ba em sao? Ba em dạ, có đồng ý cái không? Lúc mà mẹ chồng á qua nói chuyện với bên nhà mẹ em á thì ba em đi công tác. Tại vì mẹ em thương con gái cho nên không muốn con gái mình không có hạnh phúc khi mà đến với cái một người mà không có quen biết từ đầu. Thì mẹ mới đợi ba đi công tác xa rồi thì hai gia đình mới gặp nhau nói chuyện. Rồi xong rồi bàn chuyện đám cưới rồi quay phim chụp hình gì đó rồi xong rồi đăng ký nhà kết hôn. Xong rồi thì ba về mới nói cho ba biết. Rồi lúc đó ba em sao? Ba em bỡ ngỡ, ba em mới nói là hả trời đất ơi, tôi đi ở nhà mấy người dám gạt tôi hả? Tính ba em thì rất là nóng, ba nóng tính với lại nói một là một, hai là hai. Sau khi mà như vậy rồi ba không nhìn mặt em nữa. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ thì nhìn rồi nhưng mà cũng chỉ là nói chuyện này nọ thôi chứ vẫn chưa có phải gọi là thật sự chấp nhận. Mà em có nói chuyện với ba vợ nhiều không? Dạ có nhưng mà ít lắm, tại vì bình thường ba vợ em nghiêm lắm, khi mà gặp em cũng hơi khớp khớp, nói chung là cũng hơi sợ chút xíu. Trước khi mà tụi em làm đám cưới đó thì em có nói chuyện nhiều với ba vợ không, có gặp ông không? Dạ chỉ có gặp lần là lúc mà vợ dẫn về ra mắt đó, thấy ba cũng cười cười vui vui thì lúc đó em nghĩ chắc ba với mẹ cũng đồng ý rồi, nhưng mà không ngờ là ba lúc đó ba chưa chịu. Hai em tổ chức đám cưới không xin phép ba em. Dạ. Lúc đó em không muốn đi lấy chồng xa cho nên em suy nghĩ bồng bột, em quyết định cưới như vậy. Sau này khi mà lấy chồng về rồi suy nghĩ lại thì mới thấy là mình có lỗi với ba như vậy. Thông qua chương trình này thì con muốn ba tha lỗi cho hai vợ chồng con, tại vì hai vợ chồng con không nghe lời ba. Con cũng xin lỗi ba vì lúc trước con đã cãi lời ba, nhưng mà tại vì con cũng không muốn lấy chồng xa quá, mong ba hiểu và thông cảm cho con. Hy vọng ba sinh nhật của ba năm nay sẽ được mạnh khỏe và cháu ngoại của ba cũng yêu ba, chúc ba mạnh khỏe, sống 100 tuổi. Con muốn gửi đến ba một lời xin lỗi, tại vì lúc đó hai vợ chồng con còn trẻ quá nên nói chung cũng còn hơi bồng bột, còn thiếu suy nghĩ, nên với lại lúc đó con cũng thương vợ con quá mà không biết làm sao nên tụi con mới cưới đám cưới nhau sớm như vậy. Thì thông qua chương trình con muốn gửi lời xin lỗi đến ba, mong ba tha thứ tụi con và đừng có giận tụi con nữa. Và nhân dịp sinh nhật của ba thì con cũng muốn chúc ba được nhiều sức khỏe. Thực ra là như vậy nè, qua cái chương trình này á, bản thân Vân cũng rất là muốn gửi cái lời chia sẻ với ba, dạ, ba vợ của bạn Minh. Nói nhiều thì Vân không biết nói cái gì hết. Bây giờ Vân sẽ hỏi hai bạn này một cái điều là cái cuộc sống của các bạn
ngay thời điểm này các bạn có hạnh phúc hay không nè, rồi các bạn đối với nhau như thế nào nè, để cho ba mẹ của Thư, hai anh chị thấy là con của mình bây giờ nó đang hạnh phúc như thế nào, nó đang có một cuộc sống viên mãn ra làm sao, để anh chị thấy được rằng là nên tha thứ cho hai con với một tấm lòng bao dung của người cha người mẹ đó. Thì bây giờ Thư và Minh có thể nói là sau hôn nhân các em cảm thấy như thế nào, em nói đi cho ba mẹ hiểu. Cuộc sống của tụi em nói chung cũng hạnh phúc, tuy là có nhiều thiếu thốn, tại vì công việc của em hiện tại thì nó cũng không ổn định lắm, nhưng mà nói chung cũng đủ lo cho gia đình em. Em có nghĩ là mình có thể thay ba thay mẹ để mà lo cho Thư cho đến suốt cuộc đời hay không? Khẳng định với ba với mẹ là con có thể lo được cho vợ con đến suốt đời. Dạ, và con của con, cháu ngoại của ba. Dạ. Đó là một lời khẳng định của chú rể. Còn Thư nói cái cuộc sống của Thư bây giờ, cái cảm nhận của Thư sau hôn nhân đi. Dạ, sau hôn nhân thì đối với chồng đối xử với em rất là tốt. Nói gì cũng nghe theo, muốn đi đâu thì cũng xin phép vợ, chứ không phải như người ta đi rồi mới về nói. Thì chồng cũng thương. Nhớ lúc mà ở trong phòng sanh ra rồi á, cái chồng hỏi mình vợ có khỏe không này nọ, mà chồng khóc quá trời luôn. Vậy là bây giờ rất yêu chồng và rất yêu con và rất viên mãn với cuộc sống hiện giờ. Dạ đúng rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi như thế này. Và sau cái số này á, là mong rằng á, là ba của Thư sẽ tha thứ cho hai bạn và chào đón cái chàng con rể rất là hiền lành, rất là dễ mến như thế này. Xin bác hãy mở rộng vòng tay. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn. Biết chúng ta ai lớn tuổi hơn ai thì trước tiên xin giới thiệu với bạn, mình hôm nay 36 tuổi, còn bạn? Dạ, em 39 tuổi. Hả? À, vậy là em lớn anh 3 tuổi. Đã tìm được người anh. Thật ra tìm được người anh. À, cùng hớt tóc chung một tiệm. Xin anh giới thiệu với mình. Tôi Hồ Phú Quốc, làm nghề may. Thế chị? Dạ em là Thủy Tiên, 31 tuổi, là giáo viên mầm non. Vậy là cô giáo đi may đồ à? Không. Dạ không có. Chắc là... Sao mà cô giáo gặp được? Thì lúc đó là em ở ngoài Đà Nẵng vô. Thời gian đầu là em mướn nhà đối diện là nhà vợ bây giờ. Thế là hai bạn quen nhau. Lúc đó thì vợ của anh là bao nhiêu tuổi? Vợ 11 tuổi à. 11 tuổi? Mình 19 tuổi rưỡi. À, 19 tuổi rưỡi, còn cô này là 11 tuổi. Lúc đó mới để ý thôi chứ chưa quen. Phải coi 11 mà bây giờ là 39 thì là... 20 năm trước là bạn này đã để ý bạn này rồi. Vợ em lúc 11 tuổi, cái cảm tình của em lúc đó giống như là ông anh với lại đứa em gái thôi gì? Thì lúc đó em đã cảm nhận được cái cảm giác của mình là như vậy rồi. Vậy là coi như trong tiềm thức á, là đây chính là cái người mà sau này sẽ phải làm vợ mình. Còn vợ thì sao? Dạ ấn tượng xấu lắm anh chị ơi. Hồi đó là anh hay qua nhà em xin bột ngọt, xin muối, xin đường, xin đá. Cái anh nói chứ, trời ơi cô, nhà cô có con bé xinh quá, một lớn gả con. Cái em nói anh đâu kỳ cục, sáng sớm qua nhà người ta xin gả con gái là sao? Ừ. Tự nhiên kiếp. Em có nói ra câu nói đó không hay là dạ em không, để trong đầu để trong lòng thôi. Cái ấn tượng ban đầu của em về ông này là không ưa. Thế bây giờ hỏi anh nè, cái ấn tượng của anh về một cô bé 11 tuổi này là như thế nào? Rất là đẹp. Có một cô gái là cứ ngồi trước cửa nhà, xõa tóc dài, mà lúc đó tóc quăn, da trắng trẻo lắm, giống như là một hình ảnh của một cô bé người Liên Xô vậy đó. Lúc nào cũng mặc cái áo len ở ngoài, dài tay. Chiều nào mình đi làm về mình cũng thấy cái hình ảnh đó. Thì mình rất là ấn tượng. Thành ra nó giống như là nó in sâu vào trong cái tâm khảm của mình rồi á. Cái hình ảnh nó rất là tinh khôi. Anh ấn tượng về mái tóc. Thế em có ấn tượng anh về mái tóc lúc đó không? Dạ không, tóc ảnh hồi xưa bồng bềnh lắm anh. Vậy không hả? Có giống như bây giờ đâu. Mình hiểu, tại xưa mình cũng bồng bềnh lắm. Lúc đó anh 19 tuổi à, anh thư sinh, anh non lắm, hiền là hiền luôn, nhưng mà có cái câu nói mình không có thích. Ừ. Nên không có nói chuyện. Là cái câu nói đó đó phải không? Sau này gả cho con đó. Dạ đúng rồi. Rồi thì bao lâu thì bắt đầu hai người có cảm tình? Là 11 năm đó. 11 năm thì... đó là cô bé này là 22 hả? Dạ không, ảnh lúc đó ảnh đến nhà em là ảnh 19, em 11. Cái anh đi 6 năm trời luôn. Đi đâu? Lúc đó là công việc của mình nó không có ổn định, lúc chỗ này lúc chỗ khác vậy đó. Rồi đi 6 năm nhưng mà là rồi quay trở lại hay sao? Dạ đúng rồi. Quay 6 năm lại. Thì tỉnh đó thoảng. Thì cô này đã là 17. Dạ đúng rồi. Dạ. Và 17 biết yêu chưa? Dạ chưa, nhưng mà lúc mà ảnh quay trở lại lần thứ hai là bắt đầu hít hít rồi đó. Hít hít. Mà tại sao hít hít? Tại lúc đó em thích một người con trai là tóc hai mái bồng bềnh nè, rồi áo sơ mi nè,
quần tây này mang về hộp y chang vậy luôn. Ồ mê luôn á. Xuất hiện cái là vậy thì đến khi nào thì mái tóc bạn mới hết bồng bềnh? Dạ 7 năm sau. Thì lúc này ấn tượng lại khác nữa rồi, tự nhiên giờ đầu lắng o. Lần đó là tụi em nhắn tin qua lại, xong rồi cái hẹn nhau đi chơi. Thì lần đi chơi đó là em bật đèn xanh cho ảnh, lúc đó em cũng đưa ra một hình ảnh về một người chồng tương lai của em. Cái anh nghe xong nó kêu đi tìm giống vậy đi, anh không được đâu, cho em quê chị nửa á dòng cục. Giận tiếp. Giận bao lâu thì mới quê lại? Dạ 6 năm. Trời ơi trời dữ vậy. Lúc mà em tự ái ra rồi cái ảnh cũng năm tới một lần, anh kiếm mẹ em không à, kiếm mẹ em đâu gặp đâu, em trốn. Thân mẹ nhưng mà hỏi thân tin tức của con gái. Ủa nhưng mà lúc đó là em có bạn trai không? 27 tuổi á, là em có quen một người thời gian ngắn thôi rồi em chia tay. Rồi còn em, lúc đó em có bồ không? Có chứ, vẫn quen một người cũng định lập gia đình nhưng mà vì ba mẹ không đồng ý cho nên là em cũng chia tay. Sau thời gian chia tay 5 năm sau thì em mới quen chính thức vợ em. Ồ vậy hả, cái mối tình cũng lạ lùng quá. Các bạn lấy nhau được mấy năm rồi ta? Dạ mới có 7 tháng. 7 tháng. Ồ một cái thời gian biết nhau quá lâu như vậy rồi. Một cái cuộc hôn nhân là nó mới có 7 tháng thôi, thì lúc mà lấy xong rồi có gì khác lúc mà tìm hiểu nhau? Dạ có chứ, nhiều lắm á. Khi mà em được nhận lời cầu hôn á, em thấy mình giống như là công chúa vậy đó. Anh này đúng là một người mà em anh nói thật là em mắc cỡ quá. Là ảnh giống như là hoàng tử vậy đó, trong mơ luôn. Nhưng mà khi cưới về rất là nhiều cái chuyện xảy ra mình không nghĩ tới, mình cảm thấy nó bị sốc lắm. Mình không nghĩ là cái người đàn ông mình chọn là như thế này. Ví dụ anh rất là ngang, ví dụ như là xài điện thoại đi, em có cái tật đó là em úp xuống thì ảnh là bảo em á, úp xuống nó làm cái gì, sợ ai gọi tới sao úp xuống làm chi, rồi ngửa lên rồi cũng ngửa lên. Rồi có khi em để điện thoại đồng hồ thì thường là để 2 chuông, thì em thấy em phải gạt qua. Em gạt qua rồi cái ảnh nói ai gọi gì này nửa đêm nửa hôm mà sáng sớm vậy đó. Xong rồi có một lần khác thì em phải mở bát ra, em gắn bát mà để em mở khóa là em không có cho nó reo nữa. Ồn anh nói chứ làm gì mà bấm giờ này, làm gì sáng sớm vậy, ai vậy, trời ơi tức dễ sợ luôn. Tức là ghen đó phải không? Dạ. Ví dụ như cái âm thanh của cái chuông báo thức á thì nó khác, mà cái chuông mà chuông điện thoại gọi tới là mình phân biệt được. Nhưng mà em nói vợ là vợ nói không phải. Có nghĩa là em thì xác định cái việc ảnh ghen gì là không đúng đúng không? Dạ. Chứ có cái lần nào mà em công nhận là ảnh ghen đúng không? Có lần nào mà ảnh ghen mà cái ghen của anh là nó hợp lý không? Hợp lý không mà không, toàn hợp lý không. Cái hôm mà đám cưới em á, bà bác của bạn em bà gửi quà đó vô cho em từ ngoài Nha Trang, thì bà không có đưa tận tay được thì bà mới nhờ thằng cháu đưa cho em. Nhưng mà em đang đi làm nên em mới nói là thôi đưa qua cho ông xã em đi, tại vì nó ở gần chỗ ông xã của em. Thì không biết là hai người này nói chuyện gì với nhau, thì ảnh lại về ảnh nói là quà đó là quà của thằng đó tặng chứ không phải là của bà cô đó tặng. Tại cái đó là cái đồng ngủ đó, là ảnh ghen lên ảnh nói là bạn đó có ý đồ với em. Ảnh không có tin, ảnh cứ cãi ngang lên, thế là hai đứa giận nhau. Cái lý do của nó là như thế này, là nghe vợ giới thiệu là người bạn thân chơi được 5 năm rồi, khi mà gửi quà xong em cảm ơn, xong em mới nói 2 ngày sau cố gắng dành thời gian để mà dự đám cưới cho vui. Thì cái người bạn đó nói là 2 ngày sau nữa em không rảnh, cho nên là trong em nghĩ là cái món quà đó là của người bạn đó thì không đi được mới gửi quà chứ. Mà vợ thì nói không phải, vợ thì nói là của bác. Sau món quà đó bắt đầu mới gây lộn rồi em mới khơi cái chuyện đó ra. Chứ không phải là ngay từ đầu là em đã nghi rồi. Rồi đúng không? Rồi. Thực ra như vậy nè, cái chuyện mâu thuẫn này là nó nghiễm nhiên là phải có thôi. Vì cái cuộc sống của hai bạn nó khác xa nhau nhiều lắm. Bạn này dạ, là 19 tuổi là đã bươn chải rồi, là tự thân tự lập hết. Còn bạn này thì ở với mẹ từ nhỏ, lúc nào cũng có gia đình bên cạnh. Thì hai cái cuộc sống, hai cái môi trường nó đã khác nhau rồi. Đó, rồi là cái tuổi tác nó chênh lệch nhau nữa. Cho nên rằng là bạn này phân tích cuộc sống với một cái góc nhìn của một cái người đã từng trải. Bạn phân tích rất là logic. Còn bạn này thì là vô tư lự từ lúc mà nhỏ, cho nên là phân tích thì nói vậy thì em nói vậy chứ em biết sao vậy, đúng không? Cho nên hai người chưa tìm được không cái tiếng nói chung là... thôi. Yeah. Cho một cái sự việc nào đó xảy ra trong cuộc sống vợ chồng thôi, cái đời này cũng giải tỏa được chứ không có sao. Nhưng mà bây giờ để tìm hiểu thêm thì bạn cho biết thêm về những cái điều mà ngỡ ngàng sau khi cưới đối với bà xã của mình. Thì đã là vợ chồng thì cái gì cũng chung chứ không phải là riêng được, cái gì cũng phải chia sẻ hết tất cả mọi điều. Em muốn cái điều đó. Mà có nhiều lắm lúc á, có những chuyện em biết em hỏi thì vợ mới nói, còn những chuyện mà em không biết em không tìm hiểu không cho biết, coi như là chuyện đó cho qua luôn. Ví dụ như đặt trường hợp như cái có một hôm vợ mua 4 cái áo về bỏ trong cái bao á,
rồi cái mặt nó lắm. Chẳng nói chẳng rằng gì hết. Thấy là lạ đó. Em chờ vừa đi mà đúng là bữa đó em tò mò thiệt. Thì tìm hiểu ra thì trong cái bao nó có bóng cái áo còn nguyên nhãn luôn. Mà trong khi vợ nói là đồ thì em sống như đây được rồi, năm nay mình còn thiếu thốn. Em nghe cũng mừng, vợ cũng biết chia sẻ cái tâm lý, cái kinh tế của mình. Rồi sau nói được câu đó, hai ngày sau lại mua 4 cái áo về cho. Mà vợ làm cái gì mà không rõ là nhìn con mặt là biết liền à. Mọi người có cảm thấy là đây là một cặp vợ chồng mà đây là vừa làm chồng vừa làm bố nè, đây là vừa làm vợ mà vừa làm con nè. Em có thấy là chồng em không giấu em bất cứ điều gì không? Những cái mà ảnh chia sẻ thì em biết, chứ em cũng không tò mò, tại em tin. Còn em có cái cảm giác giống như vợ em không? Chưa hoàn toàn, khoảng 80-85%. Chị thấy vậy nè, cô này á, cổ còn đang là chưa quen được với một cái cuộc sống mà tách riêng khỏi gia đình để mà hòa quyện vào một cái cuộc sống riêng. Cho nên á, rằng cái phương pháp của em là đúng, là để cổ tự nguyện. Mà cái tự nguyện đó là phải có cái sự định hướng dẫn nhất của em. Mẹ phải làm cho khéo. Có nghĩa là để cái nhu cầu của cần phải chia sẻ với em. Đúng không? Nặng nề lắm á chị, em bị gò vô một cái đó, cái khuôn khổ em bức lắm á. Thì cũng chưa thể quen được đâu. Tụi em mới lấy nhau được có thời gian ngắn. Thì bây giờ là cái việc của mình là phải làm sao cho nó bền vững, để rồi mình còn vun vén cho con cái mình nữa. Sao hôm nay về tâm sự với nhau nha. Trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi Đức Thành là 27 tuổi, công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Quận 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú luôn. Dạ, gần nhà cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là xuống nghe cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô. Vô bây giờ cái không gì nữa đây biết. Này, này. Ai, cái này nè. Gì nè. Nè, nhìn nó nè, đó đó. Tum. Đúng rồi đó. Mời. Sẽ con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, wow, hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Thôi con ngồi đi. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này nhưng có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm. Mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta nét gay. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Hay quá, tự nhiên không khí nó náo nhiệt lên. Sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ 1. Số 1 trong ngày quay đầu tiên. Đó, rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến. Năm nay con 19 tuổi. Tại vì nãy mình đoán hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đoán hai mấy bé nó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi? Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Không biết hát luôn. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng. Bữa nay mụ hay quá, mụ hay quá đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá. Là quay trở lại đó. Quay trở không lại đây, vợ chồng trước không mùa đây. Trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại cái năng lượng hên nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng, xong rồi làm show ở trong Sài Gòn. Thì con lại không biết anh này, không biết nhóm anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời, làm khách mời nên là đi theo. Thì... Ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là Hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì cái Hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện. Tầm khoảng một tháng thì comment treo đùa nhau ở trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao?
thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm, tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy, thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi, thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Dạ. Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ nhiên là ảnh mới nuôi con rồi. Chứ còn làm gì. Ủa con có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh con không ấn tượng gì. Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu loi choi quá chị. Con già dữ à, con già trâu dữ à. Lúc đó chắc con 18 tuổi hay sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành á. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn loi choi, nhìn kiểu nó hơi kẽ tính một chút xíu á. Xong rồi kiểu anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi chú mà rap kỳ lắm á. Rồi rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, vào trong quận 10 con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con cái ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu, người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu nhưng như mọi chuyện nó cứ xảy ra. Nhưng mà con biết là ổng là làm mai con cho cái người em không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về, mà nhờ em của anh chở về, là con kiểu gì kỳ quá. Là bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ. Là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ. Nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap, nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại, nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có làm người yêu anh nhé các thứ. Dạ. Rồi là thế vậy. Rồi không thì hỏi là có nhận lời không? Dạ kiểu con cứ lơ lơ đi. Kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy đó. Nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cái vậy đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ có đi chung với anh là anh chủ của anh ngắn. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ. Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày rồi là chính thức là hai đứa quen nhau đúng không? Chắc con hay nghĩ là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức, để là kiểu con cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cột mốc nào hết nên mà con nghĩ bữa là đó cái đi ngày Cần đó Giờ này. Về có nắm tay nắm chân gì không, có cả cả gì không? Có đi ôm ấp cá thứ chứ. Vậy rồi dính rồi, dính rồi. Vậy là đi. Bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày hôm đó là đúng đi. Rồi cho khỉ ăn rồi cả cả tay chân rồi đúng không? Rồi rồi sau đó là yêu nhau bao lâu, tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con, cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp rồi nói chuyện như là như 8 cặp mà hết, còn như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra?
Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. À, đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo à, thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả. Thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh thì ông anh họ con ở trong làng trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc thì mới bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói lại xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới nữa. Không cho cưới, bố bực đúng không? Dạ. Bực, bố bực không cưới nữa, không nói chuyện nữa. Rồi sao để mà thì bố con cũng bảo cưới thôi, bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa. Nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng mình suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nhau nói chuyện thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc, nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới á. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Con thì về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là, ủa nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Ừ, vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam, tức là ở miền Tây á, thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn... Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Con gái 2020 bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tháng. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ được hơn 1 tuổi. Hơn 4 tuổi. Dạ. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời. Bị liền luôn ạ. Dạ bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được, thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết, cưới xong tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú là em của bố con, chú con làm đông y chữa. Thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố, kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bây giờ phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian, nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi, thì từ lúc đấy là con cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? Phổi con bây giờ
khỏe lại. Ừ, con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn đó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc. Dạ. Con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được đêm á. Rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì. Thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hơn, nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được. Xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi, mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 3 tháng nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Dạ. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình thì sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về chữa bệnh ở nhà nữa. Thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về. Con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến. Tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn. Thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy. Xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ, bảo con đi về con ăn. Xong rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau dậy sớm, 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng. Thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Dạ. Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng có chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng, đúng không? Vô luôn, vô xong đâu, Sài Gòn. Đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ. Ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con chưa thuê? Dạ. Một con vẫn đang bình thuê. Thường. Dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường. Tụi con còn quá nhỏ mà. Dạ. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè. Mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường. Cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con. Cái là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ. Dạ tụi con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong hả? Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á. Nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được 1 tháng thì mẹ con lại đi về. Tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch vậy quá bận gì? Trời dịch quá đâu có thu thiết vậy đâu mà bận. Dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Dạ. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ nha. Con lười lắm. Bây giờ anh lèm hết á. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi kìa. Đó. Để cho cái không khí mình nó xâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó drama quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát. Thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm tiền. Con, đó. Kiếm tiền. Coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu có nhiêu đó. Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần cuối tật xấu. Đó. Thôi bây giờ này, cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm.
Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười ví dụ, như cái kiểu là con đi về con chưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để yên em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo yên luôn. Con của con cũng dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy, đấy là cái tính lười. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy. Nhưng mà con tính hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? À, mà chơi game. Phải chơi game mà. Nít nó phải chơi game thôi. Nhiều khi kiểu nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai của game ấy thì kiểu cảm đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. À, còn cái gì tự dưng nó quên lên quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Bé tốt. Có gì đâu. Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông đó không? Vợ con chúa ghen luôn. Chị Vân nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? À, con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan. Một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con này và con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. À, tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like, comment ai hay là nếu mà các bạn xinh xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào sâu được. Thì cái hiệu quả của cái sâu đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy, đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi sâu xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi sâu nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiêu tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền là chuyển hết ở tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có nhõng nhẽo không? Tốt mà. À, tật xấu cũng hay nhõng nhẽo, nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu lắm. Đáng yêu, đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Ghê gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy cái hiền. Lúc mà bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á, có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì ảnh làm nhiều thứ cho con lắm chứ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết. Chỉ có rửa chén, quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời không biết là nó có lo được cho con nó không? Hay là có lo được cho chồng con nó không? Nên là kiểu gặp được anh là cưới anh ấy, con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Mà rồi, vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái thì hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó. Tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Rồi tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước.
Rồi cửa thì để đó, anh nó về anh nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ổng đang ngồi trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thì Kim thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi đúng không? Dạ. Tốt đẹp chấp nhận thôi chứ sao giờ. Dạ đúng rồi. Như là thời gian nó sẽ xoa dịu tất cả. Và bản thân con thì con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, ảnh đòi cưới luôn á. Thì cưới bởi luôn. Vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. Hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Có những cặp như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ bảo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà. Gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng rồi ạ. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao khác làm sao nè? Khác sao nè? Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha, đồng ý thì lấy còn không thôi. Đến như vậy luôn mà, nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt thì đầu cưng mình phải chấp mê nhận. Chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó, thì cứ ôm nó hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó, dạ thì mình cũng phải chấp nhận, nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa, để năn nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năn nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc mà cầu hôn, ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Cái là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa, cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống, ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á, mà gấp thành cái nhẫn á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy cầu hôn rồi đó hả? Thì mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ, mà cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn. Thì thôi, cái là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, cái nên thôi cũng chấp nhận ảnh. Kể rồi. Cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ, 50 tỷ, dạ. 5 tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó, lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa ảnh lại không ưng. Đó nên là ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là dàn cọc vậy đó. Dàn cọc xong rồi bắt đầu ok rồi, bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Kim là một người rất lãng mạn á nha. Nhìn cái tưởng khô khan chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Kim? Thật ra thừa nhận là con khô, nhưng mà tại vì con sợ con mất cái khánh thôi, cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình search YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á, là sản xuất mưa, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi, ít khi tìm hiểu những vấn đề khác đó. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có mẹ biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì mẹ cũng
tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích, nhưng mà phản không thích thì không thích, nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ, tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Dạ. Thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất, rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó, thì lúc đó là mới về, là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Rồi sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á, thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi. Nhưng mà thời gian mà bồi đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần dần á, thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Và bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã, tức là trước còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á, khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á. Cái đó là mình phóng khoáng nhiều. Cái là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngôn hạnh. Thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi này nọ, con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ, rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. 2 năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quát chồng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong rồi. Cái giọng của con thì nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà con rất là mắc cười, con bắt điện thoại lên, con alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại nó alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì vợ chồng con gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó sao, lúc đó sao, lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, bản tính nó khó dời lắm. Bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế. Má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là nói mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ. Hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này. Vì mẹ thì thương anh này lắm. Thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sau nữa. Hai em gái hay em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là anh trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đó. Anh mà anh thí sinh cũng nhiều lắm. Anh cũng cố gắng thí sinh cho con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp, là biện pháp để ngừa, nhưng mà không biết sao trời xu đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm que thử thai mình thử. Cái lúc mà cầm cái que thử thai lên nó 2 vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Khó có mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái cảm hạnh xúc phúc khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn. Hai đứa ôm nhau cái là bệnh viện, người ta đi ngang qua đi ngang lại, người ta nhìn, người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé à. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh. Cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được.
Thế là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc, còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé, cái con cũng bị stress thời gian đó luôn. Stress vì chăm con đó, ha? Đúng dạ, rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sau sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mới mang thai cũng stress mà chăm con cũng stress luôn. Cộng vô cái đó là nó mới điên chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha, vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau, thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TB. Đây là rất thích xem phim TB. Fan cuồng của TB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ, không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh, ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thực lắm, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người con, một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật có kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa bữa cơm lãng mạn vậy đó. Đó, anh vẫn chấp nhận, mình cảm thấy không là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh nữa đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc ấy con sao? Dạ, thì lúc đó là con cũng cố gắng, con phụ, con đi làm về thì con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không, con biết là vợ con bị trầm cảm con biết sau chứ. Sinh thì bình thường là chỉ đã hay cấu gắt rồi, bây giờ là chỉ cấu rắp cấu quắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng, thể hiện cái giọng rất là cáu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi, cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không nhắc được, tại vì lúc đó sinh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chớm dịch á. Chớm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại tôi cho chăm sóc được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm, tối là 7-8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn, mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai, là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ? Trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc á, nằm bên cạnh con á, nó khóc. Cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cái cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết, bây giờ mình không xuống cũng được, mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa. Cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đến như vậy luôn.